Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HDTV, website hungyentv.vn. Sáng nay, Huyện ủy Phù Cừ tổ chức công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đến dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Năm 2022, các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện Phù Cừ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và của huyện về công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Kiểm tra 105 tổ chức Đảng và 536 đảng viên. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản yêu cầu huyện Phù Cừ tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án trọng điểm, tăng cường công tác quản lý đất đai, quan tâm hơn nữa đến công tác tiếp dân, đối thoại với dân, kịp thời nắm bắt tư tưởng, dư luận trong nhân dân, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, phát triển đảng viên. Hoàn thành trên 90% kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh về giải tỏa các công trình nhà ở xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, hành lang bảo vệ các công trình thủy lợi, vi phạm đê điều và bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng vào năm 2025. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Quốc Văn tại phiên họp giao ban với các thành viên Ủy ban dân tỉnh diễn ra sáng nay. Phát biểu kết luận tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh, việc thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh tuy đã có chuyển biến nhưng chưa đạt kết quả mong muốn, nhất là tình trạng vi phạm xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, hành lang công trình thủy lợi ở một số nơi vẫn chưa xử lý triệt để và còn phát sinh vi phạm mới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện kế hoạch số 93A không ngừng không nghỉ, tập trung xử lý tất cả các vi phạm, từ nay đến năm 2025 phải hoàn thành trên 90%. Để nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 an toàn, đầm ấm vui tươi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, chủ động phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19. Nhằm thực hiện Nghị định số 104 của Thủ tướng Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có văn bản yêu cầu. Thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn thành việc rà soát, đề nghị bãi bỏ, sửa đổi các quy định yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. Cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phải nắm vững và thực hiện nghiêm quy định về khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, nghiêm cấm không yêu cầu công dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch kể từ ngày 1/1/2023. Lãnh đạo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa tổ chức trao quà của những người con quê hương Tiên Lữ hiện đang là lãnh đạo các bộ ngành trung ương tặng các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn tại Tiên Lữ. 250 xuất quà được trao tặng các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn ở 15 xã thị trấn trong huyện, mỗi suất 1 triệu đồng. Các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành trung ương chúc các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện luôn mạnh khỏe, đón xuân mới vui tươi, đầm ấm an lành. Nhân dịp này, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng sổ bảo hiểm xã hội cho 15 cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, trong đó Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hỗ trợ 1 năm tiền đóng bảo hiểm xã hội. Thủ tướng Chính phủ đề nghị sớm nghiên cứu sử dụng nguồn kinh phí công đoàn hỗ trợ đoàn viên và người lao động bị mất việc làm. Theo đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với bộ ngành liên quan tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm của người lao động trong các doanh nghiệp, trường hợp cần thiết đề xuất biện pháp hỗ trợ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sớm nghiên cứu sử dụng nguồn kinh phí công đoàn để hỗ trợ đoàn viên và người lao động bị mất việc hoặc bị cắt giảm việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm. Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội, vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản về tăng cường công tác phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu nhân dân huyện, thị xã, thành phố vừa bảo đảm phòng chống dịch khoa học, an toàn, hiệu quả, đồng thời tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và lưu thông hàng hóa, đồng thời tiếp tục bảo đảm các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và du lịch. Sở Y tế thực hiện, theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh,
phối hợp tổ chức triển khai công tác phòng chống dịch, đảm bảo chủ động, sẵn sàng và kịp thời ứng phó với các diễn biến có thể xảy ra của dịch bệnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch triển khai các biện pháp an toàn cho khách du lịch và người dân. Vào thời điểm cuối năm, tại khu vực chợ Đông Tảo, huyện Khoái Châu thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông do họp chợ lấn chiếm lòng đường. Đây là một vụ tai nạn xảy ra vào chiều 24 tháng Chạp. Người đi xe máy bị thương nặng sau va chạm với xe ô tô đi ngược chiều. Theo những người chứng kiến, nguyên nhân do tình trạng họp chợ lấn chiếm lòng đường làm hẹp đường đi của người điều khiển phương tiện giao thông. Hiện nay lượng người và hàng hóa lưu thông ngày càng nhiều, khiến chợ trở nên chật chội, tràn ra lòng đường giao thông và họp cả trong sân trụ sở ủy ban xã. Đòi hỏi chính quyền địa phương và các ngành liên quan phải có hướng quy hoạch phù hợp, vừa nâng cao hiệu quả kinh tế tại chợ, vừa đảm bảo an toàn giao thông. Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng đang tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết Nguyên đán, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Trong đó chú trọng kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, quy chuẩn chất lượng, việc niêm yết giá bán, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, bảo đảm ổn định thị trường, phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân, xử lý các vi phạm về vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, pháo nổ, sản xuất buôn bán hàng giả, đẩy mạnh kiểm tra lĩnh vực thương mại điện tử, các website, mạng xã hội và các sản phẩm hàng hóa thuộc nhóm bình ổn thị trường. Thời điểm này, các trung tâm siêu thị, doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh đang tích cực huy động nguồn hàng hóa phục vụ người tiêu dùng. Đây là một trong những yếu tố quan trọng trong chuỗi cung cầu của thị trường, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa trên thị trường dịp trước, trong và sau Tết. Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đàm Quốc Hàm ở phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đánh bạc. Ngày 3 tháng 1, lực lượng công an bắt quả tang Hàm cùng một số người khác đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức số lô số đề, thu giữ được hơn 54 triệu đồng và các vật chứng liên quan. Qua đấu tranh khai thác, Hàm khai nhận cho vay lãi nặng bằng hình thức cầm cố tài sản với mức lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng trên 1 triệu đồng một ngày, tức từ 109% đến 182% năm. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phát hiện bắt giữ Nguyễn Quang Tiến, sinh năm 1986, trú tại xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Được biết, trong năm 2022, Tiến đã cho nhiều lượt khách vay tiền với mức lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng trên 1 triệu đồng một ngày, thu lời bất chính khoảng 200 triệu đồng. Chính phủ Nepal tuyên bố để quốc tang một ngày tưởng niệm các nạn nhân vụ máy bay chở 72 người rơi trong lúc chuẩn bị hạ cánh. Theo thông báo, Nepal sẽ treo cờ rủ tưởng nhớ các nạn nhân trong thảm kịch. Chính phủ cũng quyết định ngừng toàn bộ dịch vụ công, ngoại trừ những dịch vụ khẩn cấp và hoãn tất cả các chương trình đã lên kế hoạch. Trước đó, ngày 15 tháng 1, chiếc máy bay ATR-72 của Yeti Airlines gặp nạn khi tìm cách hạ cánh xuống sân bay quốc tế Pokhara ở miền trung Nepal. Giới chức cho hay đã tìm thấy 68 thi thể tại hiện trường vụ máy bay rơi. Trong khi đó, đại diện hãng hàng không Yeti Airlines xác nhận toàn bộ 72 người trên chiếc máy bay chở khách ATR-72 xấu số của hãng này đều đã thiệt mạng. Đây là vụ tai nạn máy bay thảm khốc nhất tại Nepal trong 3 thập kỷ qua. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cuối tuần qua công bố số liệu cho thấy nước này đã ghi nhận gần 60.000 ca tử vong liên quan đến COVID-19 tại các bệnh viện ở Trung Quốc trong khoảng thời gian từ đầu tháng 12 năm 2022 tới tháng 1 năm nay. Trong đó, độ tuổi trung bình của những ca tử vong là 80,3 tuổi. Trong số những trường hợp tử vong, có 5.503 trường hợp là suy hô hấp do nhiễm COVID-19, 54.435 trường hợp do nhiễm COVID-19 và có các bệnh lý nền khác như ung thư, tim mạch. 90% người tử vong là từ 65 tuổi trở lên. Ủy ban cũng nhận định đỉnh dịch COVID-19 tại Trung Quốc có thể kéo dài từ 2 đến 3 tháng nữa. Công ty xổ số Mega Millions của Mỹ cuối tuần qua cho biết đã tìm thấy chủ nhân của giải xổ số trị giá thứ 2 trong lịch sử nước Mỹ. Theo thông báo, thứ 6 ngày 13 vừa qua đã trở thành ngày may mắn cho một người dân ở bang Maine được xác nhận trúng giải xổ số độc đắc trị giá 1,35 tỷ đô la Mỹ. Hiện danh tính cụ thể của người chơi may mắn chưa được công bố. Người trúng giải có thể lựa chọn giữa việc nhận 724 triệu đô la Mỹ thanh toán một lần hoặc đủ 1,35 tỷ đô la Mỹ nếu đồng ý nhận nhiều lần trong 29 năm. Dù theo hình thức nào, họ vẫn phải dành một phần để chi trả các khoản thuế. Tại bang Maine, với số tiền 724 triệu giải thưởng thanh toán một lần, khoản tiền cuối cùng mà người trúng thưởng có thể nhận được có thể chỉ còn khoảng 405 triệu đô la Mỹ sau khi trừ đi rất nhiều khoản thuế thu nhập rất cao khác. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.